Chồng cô gàn dở, nóng tính đã đành. Cô là em gái, cô phải nghĩ rộng ra, nghĩ xa ra. Có thể bây giờ chưa cần dùng đến số tiền này, nhưng thử 10 năm nữa xem. Khi đó con gái của chị cô đã lớn rồi, nó phải cần tiền làm ăn, rồi dựng vợ gả chồng nữa. Cô nhận đi, rồi ký vào đây là xong. Theo đuổi kiện tụng làm gì, mệt mỏi lắm. Mà người chết có sống lại được đâu. Nói thật với cô, ông chủ của tôi cũng là người tử tế, chẳng may gây ra tai nạn, nhưng ông ấy nhận hết trách nhiệm về mình và đền bù một cách thỏa đáng. Chứ phải người khác, họ cao chạy xa bay từ lâu rồi. Nhà cô vừa mất người, vừa mất của. Xin ông, xin ông đừng nói thêm gì nữa. Vâng, tôi sẽ không nói gì nữa. Cô ký đi, nhận tiền đi, tôi còn về. Mọi việc giải quyết ổn thỏa, hai bên đều có lợi của. Xin phép cô, tôi phải đi. Chị ơi, em làm như vậy có đúng không mà chị? Thằng chó nó vừa đến đây đúng không? Nó đâu rồi? Ông ấy đi rồi. Cô nhận tiền rồi à? Cô ký chưa? Nó đâu? Thôi. Thôi cái gì mà thôi? Đáng lẽ ra cô nhận tiền cô phải nói với tôi một câu chứ, hả? Phải gô cổ bằng được cái thằng cầm lái đến đây tự tay thắt cho chị nén nhang. Vì nó không lộ diện, nó không quỳ không lạy, cho nên chị chết mà không nhắm được mắt đấy. Tôi xin anh, anh để cho tôi được sống với. Thôi. Chị ơi.
Chú Ấn à, tôi gây tai nạn rồi, chắc là chết rồi. Chú đến ngay nhé. Có phải là Hân đang thích mẹ mua tặng Hân một cái xe đạp để tự đi học không? Bán nốt ngày hôm nay là mẹ đủ tiền rồi. Con đi ngủ đi. Vâng ạ. Con dậy là mẹ phải về rồi nhá. Ừ, ngủ đi. Ơ, đồ ăn của mẹ. Mẹ ơi, mẹ quên đồ ăn sáng. Do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Một bộ phim của Viettel Media.